Rồi, hello, xin chào quý vị các bạn nhà đầu tư đã đến với kênh của mình ha. Thì như hơn lệ, ngày hôm nay là bản tin video nhận định thị trường cho anh chị đầu tư vào thứ năm hàng tuần. Hôm nay thì có tí việc chắc là hơi trễ cho mọi người ha. Bản tin hôm nay chắc cũng sẽ nhanh thôi, cũng không có gì quá nhiều cái thông tin, thì gần như là nó đang có những cái nhịp điều chỉnh chung với thị trường trong cái nhịp này. Đấy. Đi qua tổng quan thị trường trong VN-Index thì nét nay đóng cửa mức 1.502.35, giảm một cái lượng điểm kha khá là khoảng 20.55 điểm, tương đương 1.35%. Số mã tăng là chỉ có 89 mã, trong đó có 4 mã trần. Số mã giảm là 372 mã, trong đó có 14 mã sàn và 42 mã dừng ở mức tham chiếu. Còn nhóm 30 đóng cửa mức là 541.96, giảm 15.15 điểm, tương đương 0.97%. Số mã tăng là 6 và 2 và 24 mã giảm trong nhịp này. Chuyển động thị trường thì top những cổ phiếu đóng góp về VN-Index thì đóng góp tích cực hôm nay chỉ có một vài mã thôi, gần như là không mạnh lắm, gần như không gánh được thị trường, như là MBB này, ACB này, DGC này, Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau. PLX là trong những đóng góp tích cực trong thị trường trong phiên ngày hôm nay. Còn ở chiều ngược lại là gần như là nhóm VN-30 đóng góp tiêu cực khá là nhiều, trong đó có Vietcombank là giảm điểm mạnh nhất này. Đấy, VHM này, VIX này, Masan này, Neverland này, Hòa Phát, GVR và MWG trong những mã đóng góp giảm điểm. Đấy, gần như là Vietcombank nữa. Chủ yếu là đến từ nhóm VN-30. Tí nữa chúng ta sẽ đi vào nhóm VN-30 để xem xét đánh giá cái nhóm VN-30 nó đang có diễn ra những cái chuyển biến gì. Đấy. Ở những phiên trước thị trường nó biến động gần như là nó kéo nhóm VN-30 là chủ yếu. Đấy. Còn phiên này thì bắt đầu thị trường nó có những nhịp điều chỉnh. Đó, nó có những nhịp điều chỉnh và gần như là bắt đầu từ phiên chiều thị trường nó giảm điểm khá là mạnh. À, thì được khảo khá là mạnh, chủ yếu đến từ nhóm trụ. Nó nhóm trụ sáng nó vẫn còn đang giữ trong sắc xanh, nhưng chiều nó bắt đầu kéo điểm, nó kéo kéo khá là nhiều. Đấy. Còn đến về chọn chuyển động của ngành, thấy được cái việc là gần như tất cả các ngành đều giảm điểm. Lại sáng nay thì gần như là nhóm ngân hàng nó kéo, nhưng bắt đầu phiên chiều nó lại có những cái nhịp điều chỉnh khá sâu. Đấy, điều chỉnh khá sâu. Đấy, tất cả các nhóm ngân hàng điều chỉnh gần tới này. Hôm nay thì giảm điểm mạnh nhất đến từ bất động sản. Dạo gần đây, thời gian gần đây, thông tin của nhóm bất động sản gần như là nó đem lại cả thông tin khá bất lợi của thị trường. Đấy, đấy, gần như là từ vụ anh Quyết rồi Thủ Thiêm đó, Tân Hoàng Minh Thủ Thiêm rồi rồi đến anh Mượt đồ, những nếu mà tất cả các thông tin nó đánh đổ vào cái nhóm bất động sản cực kỳ nhiều. Đấy, nó chủ đích nó đánh vào bất động sản cực kỳ nhiều đấy, cho nên là đối với nhóm bất động sản thì nó đang có những nhịp điều chỉnh, nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng với những nhóm cổ phiếu bất động sản đầu cơ thôi nhá, và những còn lại những nhóm cổ phiếu mà mà đang trong cái cơ bản tốt và những nhóm cổ phiếu nó đang gặp những cái gọi là bất động sản khu công nghiệp ấy, thì nó gần như là nó vẫn đang cho giữ trong một cái nhịp và cái biên độ cực kỳ tốt trong thời điểm này. Đấy. Và nhóm ngân hàng giảm điểm, gần như là tất cả các nhóm hàng đều giảm điểm, cho nhà giảm mạnh nhất thì có bất động sản, ngân hàng, nhiều loại chính bán lẻ và xây dựng vật liệu là trong những nhóm giảm điểm cực kỳ mạnh hôm nay. Đấy, viễn thông nó còn ngoài viễn thông có những nhịp tăng, điện cũng tăng nhẹ ra, gần như là tất cả các nhóm đều có giảm điểm. Đấy, còn đi vào chuyển động của tổ chức, tôi thấy được là hôm nay tổ chức có một phiên bán ròng khoảng đâu 512 tỷ đấy, mua ròng khoảng một thời gian là bắt đầu có những dấu hiệu bán ròng trong nhịp này. Đấy, bán ròng khá là dàn trải nha, tại vì cái điểm mua ròng của thị trường nó cũng mua ròng dàn trải, cho nên tới lúc nó bán khá dàn trải trong nhịp này, như là Hòa Phát này, VHM, STB, PVD, VIX và HCM trong những bán ròng đấy. Mua thì có mua Neverland này, TPBank này, Đạm Phú Mỹ này, CI này, PET này, Masan này, DRC là trong những mã mua ròng của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay. Đó. Mọi người thì diễn biến của thị trường gần như là chìm trong sắc đỏ là chủ yếu ha. Đầu phiên sáng thì có những nhịp kéo, nhưng bắt đầu phiên chiều gần như là nó bán xuống khá là nhiều đấy, bán chủ yếu những top, những toàn là những cổ phiếu trụ đấy. Tổng thanh khoản thị trường hôm nay khoảng đâu 34.000 tỷ, là trong những thanh khoản tương đối thì cũng không có nhiều, đúng không? Cái việc mà bán thị trường nó cũng không có nhiều lắm này. Áp lực của phiên ngày hôm nay, anh mọi người để ý đấy. Áp lực của phiên ngày hôm nay nó gần như là nó là trong những phiên áp lực khá là lớn là lý do là nhất là nó bị áp đảo ATC nhất, thứ hai á là nó tiệm cận cái vùng đỉnh 1.535 khá là nhiều đấy, nó tiệm cận vùng đỉnh khá là nhiều, cho nên cái thị trường nó gặp áp lực cực kỳ nhiều trong này rất nhiều, và thị trường nó test lại cái vùng đỉnh nó đang lình xình, nó test lại vùng đỉnh như này đó. Và phiên hôm nay nó đạp này, nó gần như đạp về đúng cái trend của thị trường đấy, nhiều đấy. Và cũng đã nhắn với mọi người là
thị trường nó sẽ xuất hiện những cái sự rung lắc đấy, cái sự giằng co tại vùng này khá là nhiều đấy. Những người cầm nắm ở trên này, người ta bắt đầu có những cái người ta chán nản và người ta sẽ lôi ra bán đấy, khi những mã cổ phiếu người ta về bờ người ta sẽ lôi bán đấy, có thời điểm này đó. Và dấu hiệu của thị trường nó đang có dấu hiệu rủi ro nhé, nó nhắn mọi người đó. Tuy chúng ta vẫn view, tuy câu chuyện là chúng ta vẫn view cho cái thị trường nó có một cái nhịp trend tăng, nhưng mà một khi nó quay đầu giảm điểm mà nó mất. Đấy. Một khi nó quay đầu giảm mất thì chúng ta phải chấp nhận câu chuyện là thị trường nó bắt đầu quay lại câu chuyện rủi ro. Đấy, nó sẽ quay lại câu chuyện rủi ro khi mà nó đi qua những vùng này, khi mà đi qua vùng này. Đấy. Thị trường nó phải bứt phá. Đấy. Và khi và càng về sau nhá, càng về sau cái tháng 4, càng về sau cái tháng 4 đấy, thì cái gần cuối tháng 4 là cái mùa mà kết thúc báo cáo tài chính đấy, gần như là các thông tin tốt nó sẽ ra hết, và sau khi kết thúc báo cáo tài chính là một cái lễ nghỉ lễ của người ta 30 tháng 4 một năm. Đấy. Cho nên anh chị đầu tư chúng ta nên cân nhắc vấn đề là nếu như thị trường nó đánh bứt phá vùng này thì liệu đó, thì liệu nó bứt phá vùng này đó. Và sau khi kết thúc 30 tháng 4 một năm đấy, khi tới khi 20 là cái vào ngày là ngày hạn cuối cùng của việc công bố báo cáo tài chính đó, đấy, thì những thông tin tốt nó sẽ ra, thông tin tốt nó ra, và cái việc mà các cái việc mà thị trường nó sau đó nó bắt đầu từ sau sau 20 tháng 4 đấy, thì bắt đầu sang tháng 5, tháng 6 là trong những cái thời điểm mà gần như là thị trường nó chủng thông tin, nó không còn có quá nhiều thông tin trong thời điểm này đấy, cho nên là đối với anh chị đầu tư á, chúng ta phải cân nhắc cái đây là sẽ là một sóng, nếu như thị trường nó không đánh bứt phá được vùng này thì chúng ta phải cẩn trọng trong này đó. Và thời điểm này là thời điểm anh chị em nên cân nhắc vấn đề chúng ta nên hạ thì nhất là hạ rủi ro, hạ thì trọng đấy, bảo toàn rủi ro đấy, nó đang có thể có rủi ro đúng không đấy. Cũng đã nhắn cho anh em trong room đó, là cũng đã nhận định trước với mọi người là dấu hiệu mà thông tin mà nó ra và cái thông tin xấu nó ra cực kỳ nhiều, nó ra cực kỳ nhiều đấy, đấy. Xử lý hàng loạt các anh thông tin đấy. Và nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới cái vấn đề thị trường bây giờ nó khá là nhũng nhiễu, nó nhũng nhiễu đó, thông tin nó mù mờ, lại thông tin mù mờ, thông tin là cứ nhá rồi xác nhận xong rồi lại phủ định rồi lại các kiểu đấy. Thông tin nó rất là nhiều. Vậy thì anh chị em nhà tư thời điểm này đang là chúng ta làm gì? Chúng ta phải giữ lại được cái quan điểm, nhất là chúng ta phải giữ được quan điểm, thứ hai là chúng ta phải lựa lọc thông tin lại, không phải thông tin nào anh chị em cũng bơm vào đấy. Chúng ta phải lựa lọc, chúng ta phải cân nhắc vấn đề đó. Đấy. Cho việc mà anh chị em mà cứ 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 sa vào những vấn đề giờ thị trường bây giờ nó cực nó rủi nó đơ bơm những thông tin, chúng ta không biết thông tin báo. Có những anh chị em nhé, thông tin từ cái năm 2017 lôi xong anh chị em lôi ra đi xe, chúng ta không đọc được, thậm chí cả những cái môi giới, cả những môi giới ở ở các room Zalo mọi người để ý đấy. Nhưng người ta không cần biết được cái việc đó thì nói tới môi giới gốc thôi nha, không cần biết được cái việc thị trường nó có đang bị ảnh hưởng gì không, nghĩa nó không nó có nó có phải đúng bài báo nó viết về cái thông tin hay không, nhưng mà anh chị em lại cứ anh chị em lại cứ đi xe rồi môi giới nó gửi xong rồi bắt đầu nhà đầu tư gửi gửi lên gửi qua thì em còn đọc, em lướt qua mở ra, mới đầu là cũng cũng sợ chứ, mới đầu rất là sợ chứ, mở ra thông tin thấy một loạt người bị điều tra rồi loạt người bị bắt, nó đầu cực kỳ sợ, nhưng mà nhìn kỹ lại chúng ta thấy được cái việc là gần như đó là cái bài báo của năm 2017 đấy, nên chúng ta phải cho nên là anh chị em phải biết được câu chuyện không, chúng ta phải tính, không tính được á thì chúng ta phải phải nói tới câu chuyện là nếu như mà thị trường này nó chuyển biến xấu đấy, thị trường nó chuyển biến xấu á, và chúng ta xác định là cổ phiếu anh chị em cầm đấy. Ít nhất chúng ta phải xác định câu chuyện đó, cổ phiếu anh chị em cầm là những cổ phiếu nào đấy, và nó cổ phiếu nó đã mất đi vùng hỗ trợ hay chưa đấy, thì chúng ta mới nói tới cái việc là anh chị em có nên ấy không, đúng không? Chứ còn tự dưng mà anh chị em cổ phiếu anh chị đang tốt lại, cổ phiếu anh chị em đang 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 đẹp, đang trong trên tăng, anh chị em cứ cứ nhăm nhe anh chị lôi ra bán đấy. Bán anh chị em lại mất đi những cái điểm mà anh chị em cầm đó, nó rất là tiếc ha, nên mọi người nên thận, nên nên có một ít nhất trong góc nhìn, và chúng ta nên quan tâm đấy. Thị trường thì chúng ta không thể bỏ đó, rõ ràng câu chuyện là đối với VN-Index chúng ta không thể bỏ được đấy, nhưng mà đó là chỉ là cái tham chiếu, cái tham khảo cho mọi người về cái tâm lý của thị trường nó đang ở đâu đấy đó, chứ còn việc anh chị em cứ nhắm mắt cứ chăm chăm thị trường trong khi những cổ phiếu anh chị em có, những bộ cổ phiếu nó vẫn đang giữ trong tăng, nó đang giữ một câu chuyện tích cực này, nó những nhiều cổ phiếu nó đang giữ, không phải đâu phải là quả mà cổ phiếu nó cũng quay đầu giảm điểm, cho nên mọi người nên nhớ nhé, mọi người nên nhớ, mọi người nên có những cái góc, ít nhất chúng ta có những góc nhìn này, có những góc nhìn và chia và chúng ta quan tâm nhé, cái điều quan tâm duy nhất
quan tâm duy nhất của anh chị nhà đầu tư là cái mã cổ phiếu anh chị đang nắm đó. Liệu anh mã cổ phiếu anh chị có xấu không đấy, nhiều khi nó ảnh hưởng trong thời gian đầu thôi đó. Ảnh hưởng trong đầu nhưng mà một khi nó không còn ảnh hưởng nữa đấy, nó không còn ảnh hưởng nữa thì anh thì gần như nó sẽ quay lại hết đấy, nó sẽ quay lại hết cho anh chị đầu tư đó. Đó. Đấy, cho nên anh chị em nên có một góc nhìn tối thiểu nha, tối thiểu chúng ta có một góc nhìn, chúng ta có một cái tâm thế. Đấy, còn mã cổ phiếu anh chị em nếu như mà quay lại câu chuyện là mã cổ phiếu của mọi người đấy, khi mà mã cổ phiếu của mọi người mà nó không còn giữ được trong một cái chân tăng nữa thì chúng ta chấp nhận câu chuyện ta phải cắt đấy, và cắt chứ còn anh chị em thời điểm này nó cực kỳ rủi ro đấy, cực kỳ rủi ro trong thời điểm này ha. Còn nói mọi người là cái lúc này nè, những cái lúc mà thời điểm thị trường nó sẽ có sự rung lắc nè, có sự rung lắc, có sự giằng co tại vùng đỉnh đấy, khá là nhiều đấy. Cho nên cái việc mà rủi ro thị trường nó quay lên và nó bơm thông tin nha mọi người, đều bơm thông tin cực kỳ nhiều luôn ạ, cực nhiều. Nhưng mà tại sao, lý do tại sao mà khi mọi người ai cũng có tâm lý sợ hãi mà lòng tiền nó lại đổ vào những nhóm như nhóm V30 đấy, mọi người nói chúng ta nói tới câu chuyện đó, lý do tại sao dòng tiền đã đổ nhóm nhóm 10 này đấy, lý do tại sao dòng tiền đổ nhóm 10 đúng không? Dòng tiền nó phải nó đổ nhóm 10 để nó tạo niềm tin nhà tư và nó kéo đánh kéo thị trường đấy. Đối với V30 thì nó đang có những nhịp bứt phá khá mạnh, nó khá mạnh, nhưng mà khả năng nó sẽ nhịp tăng nó sẽ còn tới 3 4 phiên nữa ha. Sau đó nó sẽ có những nhịp điều chỉnh ha. Sau đó lại điều chỉnh. Vậy thì dòng tiền nó không nằm V30 thì nó sẽ nằm đâu ha? Nó sẽ nằm đâu? Nó đang hiện tại dòng tiền nó đang hấp thụ cái lượng hàng ở đây, ở lên quanh đây. Đấy, những người nhà đầu tư mình ta đu những cái vùng đỉnh như này. Đấy. Thì bây giờ nó đang test lại vùng này và nó hấp thụ. Một khi mà hấp thụ xong, một khi nó hấp thụ vùng này nó sẽ đánh bứt phá vùng này. Vậy thì một khi VN30 nó bứt phá thì nó sẽ dự báo cho cái việc là thị trường nó sẽ bứt phá trong thời gian tới. Đó. Thị trường nó bứt phá đỉnh 1.535. Đấy, một khi mà nó thị trường bứt phá 1.535 thì nó sẽ view lên thị trường nó, chúng ta sẽ đâu 1.600. Đấy, mục tiêu trước mắt là 1.600. Còn còn nó có thể nó vượt luôn 1.600 thì đó là câu chuyện sau. Chúng ta tính sau, trước mắt chúng ta sẽ view về thị trường nó lên 1.600 trước đã. Đấy. Và một khi thị trường nó bứt phá vào 1.535 thì gần như nó các nhóm cổ phiếu nó đang trong cái đà tích lũy, nó đang tích lũy thì nó sẽ bứt phá thôi, đúng không? Đấy, cho nên chị em con nên góc nhìn, và nếu như thị trường nó rủi ro nha mọi người, để nếu như thị trường nó rủi ro thì chúng ta cân nhắc vấn đề câu chuyện là chúng ta thoát. Đấy, chúng ta thoát nếu như anh chị em đánh giá câu chuyện là thị trường nó rủi ro. Cho còn mã cổ phiếu anh chị em đang đang tốt mà anh chị em ngại gì anh chị em bán, đúng không? Nếu chúng ta đang tốt mà cổ phiếu đang đi ngược với thị trường mà lại mắc mới gì chúng ta phải bán. Đấy. Nên anh chị em nên có góc nhìn. Đấy. Nói riêng với ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng trong những nhóm nó đang có những nhịp điều chỉnh, giống như là giả dụ như là nhóm mã của Vietcombank, thôi đi vào nhóm V10 đi. Đi hết nhóm V10 cho anh chị em tư. Đấy. Giảm điểm thì hôm nay có giảm điểm mạnh nhất, trong đó có VGC đúng không? VGC này. VGC giảm điểm khá là mạnh nè. Vậy thì VGC đang giảm điểm, nhưng mà nó đang trong cái đà tích lũy này thì vẫn đang đi trong biên độ tích lũy nha, nhưng mà khả năng nó sẽ có những nhịp điều chỉnh về quanh vùng giá 133, 132 ha. Thì nếu như mà nó có những về những vùng này đấy, nó như về những vùng này đấy, thì về đây khả năng nó sẽ có lực bật đấy. Đối với nhóm hàng không đấy, thì sắp tới khả năng nó sẽ lực bật đấy, như VGC đấy, VRE tương tự đấy. Về là ai tương tự, về là tích lũy, nó tích lũy vùng này, nó khả năng nó tích lũy này, đấy, đang đang vẫn đang hỗ trợ tích lũy cho chị đầu tư, dòng tiền vẫn chưa có mạnh lắm, nhưng mà dòng tiền con này vẫn chưa mạnh lắm, tích lũy thôi, nó gần như nó dùng để kéo thị trường, nó kéo không nữa, nó kéo xong nó kéo xong tránh chê, rồi bắt đầu nó quay đầu giảm điểm thôi, nó về là e này, BG đang có những nhịp điều chỉnh, đấy. BG hiện tại đang có những nhịp điều chỉnh, BG đang bứt phá một cái chen khá là mạnh, đó, nó bứt phá chen vượt đỉnh rồi, thì bây giờ nó đang có những nhịp test thôi, đang nhịp test thôi, đó. Khi nào BG dòng tiền nó đang có rất là mạnh thì khả năng khi nào BG nó bứt phá khoảng 120, khả năng nó sẽ có những nhịp đi lên tiếp đối với lại BG trong thời gian tới. Đấy. Mà đu gờ tương tự. Vẫn đang trong một chân tăng thì anh chị có hàng anh chị cứ cầm đấy, nó tích lũy vùng này thôi à, nó đi lên thì nó phải nghỉ, giống như lên 1-2 cây 3 cây nó phải nghỉ, lên 1-2 cây nó bắt đầu nó tích lũy vùng này đấy, tích lũy vùng này đấy. Và khi nào nó bứt phá vùng đỉnh thì nó sẽ lên tiếp thôi đó, nó không nên nhùng nhằng vùng này đấy, nhùng nhằng vùng này đấy. Nên lực tăng nó vẫn còn nhá, ít nhất con này lực tăng nó vẫn còn đấy, khả năng một tích lũy thêm 1-2 phiên nữa thì khả năng nó sẽ có những gì bứt phá trong thời gian tới. Đó là MG, đó là MWG, Neverland tương tự đấy. Nó lên tương tự, nó lên bứt phá sau đó có những nhịp điều chỉnh về, lại bứt phá sau những nhịp điều chỉnh đó. Nó lên hôm trước đúng không? Bứt phá đúng không? Bứt phá nhưng mà mở gap sau đó có những nhịp điều chỉnh, nó điều chỉnh hơi lố. Đấy, nó lên. Nhưng mà đánh giá nó lên không cao tại vì cơ bản là lê về những vùng tích lũy này thì lúc tâm mới cân nhắc tham gia. Chứ còn nếu còn lên những vùng này thì thôi nhá. Vùng này thì thôi nhá, lực tăng nó không còn nhiều, nó đang tích lũy thôi. Đó. Nó khả năng nó tích lũy thêm 2 đến 3 phiên nữa thì khả năng nó sẽ có những nhịp đó, có bứt phá. À,
nhưng nhiều chuyển biến mới. Đấy, GVR tương tự này, GVR hiện tại đang đang khá là tích cực, nó vừa mới phá một cái trend. Đấy, đây là trong những vùng điểm mua cho GVR đó anh chị đầu tư. Đấy, chúng ta mua loanh quanh này, mua loanh quanh này. Đấy, đây là trong điểm mua anh chị đầu tư. Đấy, đấy, chúng ta tận dụng nhịp này chúng ta mua, tận dụng những đợt đến cho mua. Đấy, rung lắc thôi, đó, rung lắc thôi. Đấy, còn nếu như mà nếu như GVR nó quay đầu giảm điểm mất vùng giá 33.5 thì chúng ta cần nhắc thoát ha, mất vùng giá 33.5 thì cần nhắc thoát. Còn nếu không nó vẫn cần, còn nếu không thì anh chị em mình cứ cầm, tại vì xu hướng thằng này nó đâu bờ bứt phá, nó test một thời gian xong nó sẽ bứt phá tiếp. Đấy, con này đang có xu hướng cực kỳ mạnh ha, khả năng mục tiêu của chúng ta sẽ quanh quanh giá 40 cho anh chị em tư. Đấy, quanh giá 40 cho anh chị em tư ha, chúng ta mua ở vùng dưới này nó sẽ tiện hơn. Đấy, đối với GVR, đấy, Vietcombank cũng tương tự, Vietcombank đang tích cực lệch, nó vẫn đi tích lệch trong một ban này, nó rồi rồi đúng không? Vietcombank á là nó đi tích lũy hôm nay nhưng mà nó không có mạnh, nó không gần như nó không có mạnh, nó gần như không có mạnh, đấy, nó không có mạnh lắm. Đấy, cho nên đối với Vietcombank thì anh chị quan sát đấy, đấy, nó cần phải tích lũy một thời gian nữa thì nó mới bứt phá được. Nhưng mà con này vốn hóa rất lớn, đấy, nhưng mà để mà việc nó đi lên, để việc nó lên thì nó cần thời gian chứ không thể nào nó lên một mạch được. Đây này anh chị em nên cân nhắc ha, đó, giống như thời điểm này, đấy, chị em nói nó đi tích lũy rất lâu, nó đi tích lũy lâu thì nó mới bứt phá được chứ không phải là nó nói là nó bứt phá liền. Cho nên anh đối với anh chị em từ mà thích mà của banh thì thôi, nhưng mà cái này không, đấy, không nên tham gia với vậy mà cũng với việc banh, với banh nó tạ lắm, nó Masan tương tự, Masan thì phải tích lũy ở trên vùng này thì lúc đó nó mới mạnh. Tại vì một khi nó tích lũy trên vùng này đúng không, nó bứt phá khỏi một cái trend này thì nó mới đi lên tiếp được. Đấy, nhưng mà dấu hiệu con này thì hơi yếu, tại vì cơ bản là dòng tiền nó vẫn chưa có dấu hiệu tham gia, nó chỉ đang kéo chung với là nhóm 10 thôi, nó chưa dấu hiệu dòng tiền tham gia, cho nên anh chị em nên cân nhắc đó. Mà cổ phiếu này gần như không mạnh lắm, đó là tùy anh chị em thôi. Đấy, mà này thì tùy anh chị em nhé, cái việc mà tích lũy trên vùng này thì nó sẽ bứt phá nhưng mà dấu hiệu dòng tiền vẫn chưa có mạnh đối với mặt xanh. Đấy, Sabeco thì khỏi nói rồi. Đấy, Sabeco là thì gần như là chủ yếu là không ai giao dịch cả. Đó, gần như là chủ yếu khi nào nó điều tiết thị trường thì nó mới kéo thôi, khi nào điều tiết thị trường nó mới kéo thôi, còn gần như Sabeco nó không ai đang test được một đỉnh rồi. Anh đôi anh chị em có hàng thì canh thoát thôi ha. Nó mà Sabeco đánh giá không cao, không cao. Đó, VHM tương tự, VHM đang test lại đấy, VHM đang test lại vùng này. Đấy, nó vẫn đang trong quá trình nó tạo một cái trend nhá, hiện tại nó vẫn đang trong quá trình tạo một cái trend, nó vẫn chưa dấu hiệu bứt phá nhá. Đối với lại VHM khả năng vùng này nó có sẽ có những nhịp phục hồi nhưng mà dấu hiệu dòng tiền vẫn chưa mạnh. Đấy, nói người dòng tiền còn chưa mạnh, nhưng mà đối với lại sự tích lũy như này thì anh chị em nên quan sát thôi. Đấy, không khuyến nghị mọi người vào. Đấy, khả năng tích lũy hôm nay, đấy, khả năng tích lũy hôm nay thì tuần sau khả năng nó sẽ có những nhịp hồi, khả năng 1-2 tuần nữa sẽ có nhịp hồi lên quanh vùng giá 80 cho anh chị em tư. Đấy, nó đi hết vùng này thì khả năng nó sẽ có nhịp hồi đấy. Đấy, nhưng mà nó cần dòng tiền tham gia nhé, chứ còn còn đi như này nó rất rủi ro nhé nhỉ. Đấy, đối với VHM, VHM này, Hòa Phát của nó mọi người rồi đúng không? Về những nhịp điều chỉnh này, đây là trong những vùng anh chị có thể cân nhắc tham gia. Tại vì em đánh giá là khả năng thằng Hòa Phát này nó tương tự như vùng này. Đấy, thì khả năng nó sẽ đánh trả lên quanh giá 49. Đấy, thì về những vùng 46 này, 46 anh chị em có thể đánh ngắn trong nhịp này được đúng không? Mất vùng giá 45, 44 thì chúng ta thoát. Đấy, mất vùng giá 45 chúng ta đánh ngắn trong vùng này được để tận dụng những nhịp điều chỉnh này anh chị em vào nó sẽ đẹp hơn. Đấy, với Hòa Phát. Đấy, đấy đúng, Hòa Phát STP tương tự. STB đang đi tích lũy, con này vừa dính cái vụ hải quyết nhưng mà gần như là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Người ta nói khả năng dòng tiền cho con này nó đã nằm hôm nay, khả năng nó sẽ đánh sớm muộn thì đánh trả, nó thì nó cần những phiên dòng tiền mới vào để kích hoạt thị trường. Ít nhất nó cần những phiên dòng tiền mới kích hoạt vào. Đấy, STB tương tự đúng không? Đấy, gần như lướt qua một số những ngành banh nó tương tự hết, như BVH. Đó, BVH hiện tại đang tiện cận là cái vùng kháng cự cũ, nên đang hấp thụ xong lượng hàng này nó sẽ test tiếp vùng giá 68. Vượt vùng giá 68 nó sẽ confirm cho anh chị một xu hướng mới ha. Nên anh chị em có hàng anh chị em cứ cầm. Hoặc là nếu anh chị sợ thì quanh vùng này, lanh quanh vùng này anh chị em chốt 1-2 đi ha. Chúng ta chốt 1-2 vùng này đi ha. Chốt 1-2 vùng này đi. Đấy, để chờ những nhịp điều chỉnh anh chị lại tham gia lại đối với BVH. Đấy, nhóm bảo hiểm thì khá là tích cực trong thời điểm này. Đấy, BVH này rồi VIX này, VIX nói rồi. VIX nói rồi. Tại vì con này nó bị mất cái nó bị công bố mất margin, thì những phiên này là những phiên như bị ói margin đấy. Khả năng là những phiên là phiên ói margin của nhà tư đó. Cho nên là anh chị em nên quan sát thôi. VIX thì gần như là đây là trong những vườn mua dài hạn đúng là VIX. Khá là dài. Con này ít nhất nó phải tích lũy tới tháng 7 tháng 8. Thì nó mới bứt phá được nha anh chị em. Đấy, VIX nè. VIX nè rồi BID nè. Đó. BID hiện tại đang tích lũy. Con này đánh giá là dòng tiền nó đang khá là dòng tiền đang nằm trong này khá là nhiều rồi. Đấy. Nếu anh chị em nào cầm những mã cổ phiếu này thì nếu chưa có thì chúng ta có thể thích thì anh chị em có thể mua một số mã banh.
thì BID cho những mà anh chị em có thể cân nhắc tham gia, nó đang có vùng tích lũy, và sớm muộn thì nó đánh bứt phá thôi anh chị em ha, sớm muộn thì nó bứt phá thôi. Và mục tiêu của chúng ta nó sẽ hướng về con giá 49 cho anh em tư, sớm muộn là 49 cho anh em tư, cho nên chỉ có hai chữ cứ cầm đấy, con này có hai chữ cầm đấy. Trừ khi nào nó mất vùng giá 30 30 39.5 39.5 thì cũng là cân nhắc thoát thôi, nhưng còn vẫn chưa có gì xấu cả đối với BD đấy, BD này rồi. Techcombank này, Techcombank thì hơi yếu, nó mọi người rồi, con Techcombank hơi yếu, khả năng nó sẽ đi tích lũy một thời gian, là ít nhất nó phải đi tích lũy sang khá là lâu đấy, khá là lâu đấy, đấy nhất là sang tháng cuối tháng hoặc sang tháng đầu tháng 5 thì bắt đầu con này mới có câu chuyện mới ha. Nó còn do vùng này chưa, vùng cản của này khá cứng ở quanh vùng giá 51, để vượt giá 51 thì chúng ta cân nhắc cho đánh ngắn được vùng này. Vậy là Techcombank, gas này. Các hiện tại đang tích lũy mới phá cái chain này thôi, đó. Đang tích lũy này khả năng có những nhịp bứt phá, nó nói mọi người rồi, nói mọi người nhiều đúng không? Đó mà cổ phiếu này nói khá là nhiều, nói mọi người, khá là nhiều. Lên trên này anh chị em bán đi, tại vì cơ bản là nhóm dầu khí mà, nhóm dầu khí nó bị ảnh hưởng, nó ảnh hưởng khá nhiều này, đó. Có một số mã tích cực này, nhóm 30 này, nhóm banh này, CTG tương tự, này CTG tương tự, CTG đang đi tích lũy. Vùng này trong là vùng mua trung hạn cho anh chị tư, nhưng mà nhúng nhúng về quanh giá 31 thì anh chị mua sẽ đẹp hơn, 31.5 thì mua sẽ đẹp hơn, còn giá 36 thì nữa mua sẽ đẹp hơn. Còn đối với vùng này anh chị mua thì ít nhất con này vậy, vì trung hạn mà nó nhùng nhằng này khá là lâu, rất rất lâu để nó bứt phá được anh chị em ha. Đấy, KDH này, KDH có những mã phụ tích cực này, có những nhịp điều chỉnh đó, nó mọi người nếu như mà con này có những nhịp điều chỉnh về dưới này thì cân nhắc anh chị có thể bắt được này, tại vì một khi nó nhúng này nó còn khả năng có những phục hồi này, còn còn đây nó nhùng nhằng nó tích lũy thôi. Anh chị em ha, đấy, KDH này, FPT thì vẫn vậy, FPT khá là mạnh, xu hướng nó vẫn còn lên này, xu hướng còn lên thì anh chị có hàng anh chị cứ cầm thôi, xu hướng còn lên nữa có hàng cứ cầm, vẫn chưa có gì xấu cả. PLX hôm nay có những phiên phục hồi, nhưng mà rất tiếc là nhưng mà đối với PLX hiện tại nó đang tích lũy hôm này thôi đấy, khả năng em nói mọi người là khả năng PLX nó tích lũy này cần một thời gian nữa nó bứt phá, vùng cản cứng của nó quanh 58-59 thì nó mới bứt phá được, thì nó mới lên tiếp nha anh chị em ha. ACB đang tích cực này, ACB tích cực này, không dứt nhắc mọi người rồi. Nhưng mà ACB nó tích cực là nó đang đi trong cái mô hình mẫu thôi, mô hình của nó thôi. Đấy, nó đi trong một cái mẫu hình vuông của nó, đấy, có mô hình vuông của nó thì nó bước phá hôm nay nó lên đây cản này, đụng nguồn cản này nó sớm muộn đánh trả lên giá 34. Đấy, đánh trả lên giá 34 thì khả năng nó rung lắc vùng này khá là nhiều, khả năng rất là nhiều. Tại vì cơ bản đây là vùng cản của nó, đúng không? Đây là vùng cản rồi, đấy. ACB tương tự, PAU cũng đang có nhịp rồi. PAU đang có nhịp hồi, PAU đang nhịp hồi cho anh chị đầu tư. PAU hiện đang có nhịp hồi. Đối với PAU thì hiện tại thì nó đã đi khá là khó chịu, dòng tiền đang có dấu hiệu tham gia. Nếu anh chị em thích có thể lên quanh mua vùng này. Nhưng mà đánh ngắn thì em đánh ngắn có thể cân nhắc tham gia vùng này, tại vì chúng ta kỳ vọng cho cái việc đánh bứt phá, nó cái cảnh mà bứt phá ha. Đó một số biểu rồi. Hôm nay thì có một vài mã cho anh chị đầu tư là PAU này, PAU cũng mua được này anh chị em ha. Rồi GVR, đấy GVR một số mảng chị có thể cân nhắc tham gia này. Đấy, một số nhóm như là SI. Đấy, SI nó tích lũy. Nhưng mà con này mua chờ nhé, con này đang mua chờ. Nhóm chứng khoán này vẫn đánh giá cao nhóm chứng khoán. Khi thị trường nó bứt phá 1535 thì khả năng vẫn đánh giá cao nhóm chứng khoán. Đấy. Chứng khoán cho mọi người. Đấy, GVR này. Rồi rồi có mã nào nó có đang có tích cực không? LC thì không nói rồi. LC đang hôm nay mới chốt lời 1/2 rồi. Đấy. MBB này. MBB đang chậm đỉnh rồi thì không có điểm mua nữa rồi. Đó. Một số mã cho anh chị em thôi. Có GVR hôm nay có GVR. Đấy. MBS MS được, MS đang tích lũy. Đấy, đóng đến trên vùng này anh chị em có thể cân nhắc tham gia được mã cổ phiếu này. MBS này ha. Và mất vùng giá 34.5 thì cần nhắc thoát nhé, mua con này mất giá 34.5 là thoát. Đấy, chúng ta có điểm vào luôn luôn chia sẻ cho anh chị em những điểm vào. Đấy, và anh chị em nào muốn tham gia room quan tâm khuyến nghị thì anh chị em có thể cân nhắc inbox giờ số Zalo ở trên cái trên ha. Anh chị muốn tham gia nhóm Zalo miễn phí thì có dưới phần mô tả hay là trên màn hình này, mọi người có thể tham gia, quét mã QR tham gia rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người vào các phiên tới ha, và hẹn mọi người vào ngày mai. Cảm ơn mọi người, xin chào.